Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin ý kiến về bài viết Hội đoàn và con mèo của đại sứ ở Berlin. Bạn đọc đã gửi cho tờ Thời báo .de và nói rằng là một người Việt Nam, ông đã sống ở Đức và gần 30 năm nay. Và bây giờ, sau khi xem bản tin do tờ Thời báo .de đọc, bài viết của tác giả giáo giả xứ Nghệ về tình trạng Hội đoàn người Việt Nam ở Berlin và thái độ của họ đối với phiên xét xử gián điệp Lê Anh Tú ở Berlin. Ông đã chia sẻ để cho nhiều người cùng có thể bình luận về ý kiến này. Đây là hình ảnh phiên tòa xử gián điệp Việt Nam Lê Anh Tú ở Berlin diễn ra vào hôm 31 tháng 1 năm 2023 với phán quyết người này đã bị án 5 năm tù giam vì tội bắt cóc. Về tình trạng các hội đoàn thờ ơ không giúp đỡ pháp lý hay truyền thông những người Việt Nam phạm tội ở Đức là điều hoàn toàn đúng đắn theo ý kiến của tác giả. Người ta bảo tốt đẹp thì phô ra, xấu xa thì đậy lại. Chuyện phạm tội bị xử là đương nhiên, chuyện đúng đắn của pháp luật. Không thể nào lại đi binh mấy ông buôn lậu, trốn thuế, đánh nhau, vân vân. Tuy nhiên, bài viết của giáo giả xứ Nghệ chỉ đưa ví dụ về trường hợp của gián điệp Lê Anh Tú, chứ không phải là những người trường hợp nêu trên. Vậy có đôi điều tác giả muốn chia sẻ. Đó là việc truyền thông nhà nước Việt Nam đã nói ông Trịnh Xuân Thanh về tự thú, nhưng chưa bao giờ nói chính thức bằng những cáo buộc từ phía Đức cho rằng bắt cóc là sai trái, vu khống cả. Vì vậy, những hội đoàn hay ông đại sứ Việt Nam tại Đức không có lý do gì mà thực hiện sứ mệnh như họ thông báo là đại diện quyền lợi của người Việt sở tại với nước Đức. Giả sử như Bộ Ngoại giao Việt Nam, nhà nước Việt Nam phát ngôn chính thức khẳng định vụ đưa Trịnh Xuân Thanh là tự thú, những lời cáo buộc bắt công dân là xuyên tạc và sai trái, đề nghị nhà nước Đức phải thế này thế kia. Như kiểu đôi lần đã phát biểu dứt khoát về chủ quyền biển đảo, như thế các hội đoàn ở Đức mới có lý do mà biểu tình và phản đối nước Đức đã xét xử Lê Anh Tú. Đây là hình ảnh Đại tá Tổng cục 5 và Tổng cục Tình báo của Bộ Công an, ông Nguyễn Đức Thoa đã bị nước Đức trục xuất trong vòng của 48 tiếng đồng hồ sau khi tham gia điều hành bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh ở Berlin. Trong vụ án Trịnh Xuân Thanh, phía nhà nước Việt Nam chỉ nói qua loa cáo buộc của Đức là sự hiểu lầm đáng tiếc và không có một lời chính thức nào về số phận của công dân Việt Nam Lê Anh Tú bây giờ. Và công dân Nguyễn Hải Long trước kia cũng bị xét xử. Hơn nữa, đây là vụ án mang tính chất chính trị và gián điệp và còn có yếu tố khủng bố là bắt cóc. Tất cả các vụ gián điệp khủng bố khi công dân mình bị xử ở nước ngoài khác, người ta thường phát ngôn bảo chữa qua loa rồi lại lờ đi. Không nước nào sử dụng đại sứ hay hội đoàn người nước họ ở nước ngoài mà mở chiến dịch ủng hộ cả. Vì thế nên mặc dù nhiều người Việt Nam sống tại Đức đã yêu, rất yêu Đại sứ quán Việt Nam nhưng không bao giờ dám phản đối phiên tòa xét xử công dân Việt Nam Nguyễn Anh Tú, Lê Anh Tú và Nguyễn Hải Long với tội gián điệp. Nếu một người Việt Nam nào mở miệng công khai phản đối phiên tòa xử vụ bắt cóc khủng bố gián điệp chính trị này, thì cảnh sát có thể sẽ mời họ đến để hỏi họ có bằng chứng gì rằng anh này không tham gia bắt cóc hay không. Lấy cái gì ra để trả lời câu hỏi như thế đây? Chả lẽ nhà nước Việt Nam bảo không phải bắt cóc thì tôi cũng phản đối vì không phải bắt cóc hay sao? Đang sống ở những nước này mà nghe nước khác đi phản đối nước đang ở thì chỉ có là gián điệp hay những người ngu dốt. Tác giả cho như vậy. Những người Việt Nam ở Đức còn biết lậu thuế, đi làm chui, ăn xã hội, cưới giả, buôn ma túy, tức là còn đang gian manh chán. Làm sao mà ngu đến nỗi phơi mặt ra phản đối chuyện tòa án Đức xét xử gián điệp và khủng bố đây. Đây là hình ảnh ông đại sứ Việt Nam ở Berlin đã nhúng tay vào việc thành lập Tổng hội Người Việt Nam Liên bang Đức, một tổ chức trá hình và cánh dây nối tài của Đảng. Chưa biết chừng cảnh sát lại hỏi về quan điểm thế nào mà phản đối phiên tòa, trả lời lanh quanh lại bộc lộ là người có quan điểm ủng hộ bọn khủng bố bắt cóc thì đời cũng rất mệt. Quan điểm ủng hộ khủng bố bắt gián điệp nó khác xa với quyền tự do biểu đạt chính kiến. Chỉ mấy ông bà chủ quán muốn định bợ sứ quán thì nói ở quán nó, nói với mấy người Việt Nam mà thôi. Chứ ra cảnh sát mà nói bắt cóc thế là đúng thì đời có thể sẽ tàn luôn. Chuyện các hội đoàn người Việt Nam ở Berlin không quan tâm đến vụ xử hai kẻ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh là khôn ngoan. Những vụ liên quan đến gián điệp bắt cóc khủng bố quốc tế do chính phủ quê hương họ tổ chức thực hiện tốt hơn hết là lờ đi, không quan tâm đến, cũng chính là đang ủng hộ chính phủ Việt Nam. Còn thò đầu ra lên tiếng phản đối bới to ra thì lại càng xấu mặt chính phủ Việt Nam. Về chuyện con mèo của ông đại sứ Vũ Quang Minh được ông chăm sóc rất cẩn thận, bị tác giả phê phán quý con mèo còn hơn cả công dân Việt Nam,
cũng phải xem xét về tinh lý đôi chút. Công dân Việt Nam ở Đức có cả 100.000 người, ông tình cảm gì với họ đây? Đây là hình ảnh ông đại sứ ôm con mèo, được ưu tiên đi chiếc vé máy bay hạng C là hạng cao cấp, đưa từ Việt Nam sang Berlin, trong khi ông có mỗi con mèo ở bên cạnh ông hàng ngày. Vì tình cảm, đương nhiên ông quý con mèo của ông hơn cái đám 100.000 người đồng hương của ông ở Đức. Hơn nữa, ở phương Tây người ta có câu chuyện vui khi tai nạn xe, người ta sẽ cứu phụ nữ, trẻ em, chó hay mèo, rồi cuối cùng mới đến đàn ông. Ông đại sứ Minh coi con mèo hơn hai thằng gián điệp kia là điều phù hợp với phong cách quý ông Tây, phong cách như phương Tây. Chẳng những thế, với quan điểm Đông Phương là một giọt máu đào còn hơn ao nước lã, thì con mèo của ông đối với ông chính là giọt máu đào ấy. Còn mấy tay gián điệp mà lãnh đạo cấp cao của ông không quan tâm thì ông coi chúng là ao nước lã, chứ có gì mà lại đi trách ông. Tác giả, giáo giả xứ Nghệ vờ oán trách hội đoàn và ông đại sứ để ngầm trách nhà nước Việt Nam mới là thủ phạm chính. Tôi hiểu thủ thuật ám chỉ của tác giả, chỉ viết đôi lời mong cùng làm rõ sự việc mà thôi. Tác giả Cuder Can Lộc gửi đến tờ Thời báo .d vào ngày 5 tháng 2 năm 2023. Và đây là vấn đề rất đáng bàn, rất vui khi có những ý kiến khác nhau gửi đến tòa soạn hoặc bình luận ở phía dưới. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .d với bản tin ý kiến về bài viết hội đoàn và con mèo của ông đại sứ ở Berlin. Quý vị hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết, bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin vai trò của Hội đoàn người Việt trong vụ xử gián điệp Việt Nam Lê Anh Tú. Đến lúc phải đặt ra câu hỏi rằng các hội đoàn người Việt Nam ở Đức được lập ra với mục đích gì? Tại sao sứ quán cứ gom các hội đoàn này vào thành tổng hội cho người Việt Nam toàn Liên bang Đức? Việc tiến hành thành lập tổng hội người Việt toàn Liên bang Đức đã được Tờ Thời báo đưa tin trước đây, điểm qua các hoạt động của những hội đoàn người Việt tại Cộng hòa Liên bang Đức từ nhiều năm nay. Chỉ mỗi việc, nếu có việc gì trong nước cần kêu gọi đóng góp, những chủ tịch hội đoàn sẽ kêu gọi theo kiểu gõ đầu từng thành viên. Tùy theo hầu bao của họ, số tiền góp được sẽ do một vài đại diện mang đến nộp cho sứ quán, hoặc đại diện đó mang về Việt Nam dâng cho các tổ chức thuộc nhà nước Việt Nam quản lý. Các đại diện được vinh dự chụp ảnh cùng lãnh đạo ở Việt Nam. Còn tại Đức, các hội đoàn này nhậu nhẹt vào các dịp lễ Tết hay tổng kết mỗi năm một lần. Cái được duy nhất của họ là khi có thành viên trong hội qua đời, hội góp tiền của đến phúng viếng. Trong một văn bản thông báo của ông đại sứ Vũ Quang Minh về việc thành lập Tổng hội người Việt Nam toàn Liên bang Đức, ngoài việc Tổng hội là tổ chức gom tiền từ thiện như mọi khi, có thêm mấy điểm nữa, đó là Tổng hội đại diện bảo vệ quyền lợi cho người Việt ở nước sở tại nước Đức. Đây là hình ảnh phiên tòa xét xử ông Lê Anh Tú tại Cộng hòa Liên bang Đức về tội bắt cóc ông Trịnh Xuân Thành. Thế nhưng mới đây, như tờ Thời báo .d đã đưa tin về vụ xử người thứ hai tham gia bắt cóc ông Trịnh Xuân Thành tại Đức. Ông đại sứ Việt Nam Vũ Quang Minh và các hội đoàn Việt Nam đại diện bảo vệ quyền lợi cho hàng trăm ngàn người Việt ở Đức không thấy ý kiến gì. Các hội đoàn này thường xuyên hoạt động theo đường lối chủ trương của nhà nước Cộng sản Việt Nam dưới sự chỉ đạo của ông đại sứ Vũ Quang Minh. Tại sao nhà nước Cộng sản Việt Nam khẳng định ông Trịnh Xuân Thành về đầu thú, nhưng nước Đức lại mang công dân Việt Nam hết người này đến người khác ra tòa xét xử vì tội bắt cóc? Các hội đoàn không thấy ý kiến gì. Phải chăng các hội đoàn này nhận thấy khẳng định của nhà nước Việt Nam là dối trá, cho nên họ không đứng ra đại diện để bênh vực cho phạm nhân Lê Anh Tú? Rõ ràng, theo quan điểm chính thống của nhà nước Cộng sản Việt Nam, thì ông Lê Anh Tú bị xử oan. Một người dân Việt Nam bị xử oan sai, không hội đoàn nào lên tiếng để bênh vực, để cho nạn nhân oan sai phải chịu cảnh cô đơn, lẻ loi trước tòa. Thì những cái hội đoàn ấy đại diện cho cái gì, giúp đỡ được ai đây? Hay là ý ông đại sứ Vũ Quang Minh là muốn lập ra tổng hội chỉ là để giúp nhà nước Cộng sản Việt Nam thu tiền? Một con mèo của ông nuôi được ông chăm bắp cho lên khoang VIP máy bay, nó hắt hơi sổ mũi thế nào, ông đều tâm sự trên trang Facebook cá nhân của mình. Thế mà hẳn một con người có gia đình, có vợ con, bị xét xử oan sai thì ông lại làm ngơ đi. Mạng người Việt Nam chẳng bằng con mèo ông nuôi hay sao đây? Đây là hình ảnh ông đại sứ Việt Nam tại Đức Vũ Quang Minh. Dịp Tết Nguyên đán vừa qua, Đại sứ quán Việt Nam cũng tổ chức lễ cộng đồng, phát giấy mời theo lựa chọn, số lượng đến cả ngàn người. Tiệc tùng ăn nhậu phải phỡn, thức ăn thì thừa mỡ, rượu vang rót tha hồ như suối. Quần áo thì sang trọng, hàng hiệu các kiểu, đua nhau khoe, cười nói hả hề. Nhưng phiên tòa xét xử công dân Lê Anh Tú
nếu theo quan điểm của nhà nước Cộng sản Việt Nam là oan sai. Tịnh chẳng thấy mỗi người Việt Nam ở nước sở tại nào đến tòa để an ủi, động viên nhân vật này. Đại sứ quan tâm đến con mèo của ông ta hơn là công dân Việt Nam đã đành. Đám dân hội đoàn cũng chẳng kém gì, ăn thì tranh nhau tìm đến, vặn vẹo các kiểu để có giấy mời, đến xênh sang chụp ảnh khoe mẽ. Có người nói với đồng hương của mình rằng chẳng thấy ai trong số cả nghìn người kia được một lời. Đến cả báo chí cộng đồng, cái hội nhà báo gì đó cũng chẳng thấy đâu. Sự né tránh như vậy của ông đại sứ và đám hội đoàn người Việt Nam kia về góc độ nào là họ tự vả vào mặt mình vì cái tiêu chí đại diện bảo vệ quyền lợi cho người Việt. Nhưng ở góc độ khác, họ đang bóc trần bộ mặt dối trá của nhà nước Việt Nam khi tuyên bố ông Trịnh Xuân Thanh về tự thú, chứ không bắt cóc gì. Và ý kiến của các bạn trong vụ này như thế nào thì các bạn hãy cùng bình luận ở phía dưới. Ký tên Giáo già xứ Nghệ là tác giả và với sự trình bày của Trung Khoa Thời báo.de. Bản tin vai trò của hội đoàn người Việt trong vụ xử gián điệp Việt Nam Lê Anh Tú tại Đức. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa Thời báo.de.